cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama, sinh Paret và Derak. Paret sinh Kesaron, Kesaron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Sammon, Sammon lấy Ra-cáp sinh Bô-át, Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-sê, ông Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ ông U-di-gia sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-cáp-am, Rơ-cáp-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Giê-hô-sa-phát, Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram, Giô-ram sinh Út-di-gia, Út-di-gia sinh Giô-tham, Giô-tham sinh A-khát, A-khát sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-sê, Mơ-na-sê sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-gia, Giô-si-gia sinh A-khom-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Zerkoza sinh Sanxien, Sanxien sinh Zerubbaben, Zerubbaben sinh Avihud, Avihud sinh Ezikim, Ezikim sinh Azor, Azor sinh Sadok, Sadok sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giê-su, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trọng kính cha chánh sứ, cha phó sứ, giáo sứ Bùi Môn. Trọng kính quý cha, quý thầy phó tế, quý thầy, quý sơ, cũng như toàn thể quý cộng đoàn. Và đặc biệt hôm nay xin kính thưa tất cả anh chị em là những người con của giáo sứ Hoàng Xá, giáo phận Thái Bình xa quê.
được phép phân công của cha chủ tế cũng là cha chánh xứ giáo xứ Hoàng Xá tại quê nhà, xin được chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em trong thánh lễ mà anh chị em là những người xa quê đã tổ chức mừng lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là bổn mạng của giáo xứ Hoàng Xá. Chắc rằng vào ngày 8 tháng 9, anh chị em đã hợp ý cùng với toàn thể giáo hội và cách riêng là hợp ý với giáo xứ quê nhà để mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria. Ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là ngày lễ sinh nhật thứ hai trong năm phụng vụ của giáo hội, và chúng ta hướng tới ngày sinh nhật Chúa Giêsu vào ngày 25 tháng 12 tới. Xin được chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, lời Chúa trong sách Sáng Thế đã cho chúng ta được biết, sau khi ông bà nguyên tổ của chúng ta phạm tội, Thiên Chúa đã đến gặp gỡ ông bà, phán quyết với ông bà và chỉ cho ông bà thấy cái hậu quả của tội nguyên tổ, cái tội bất tuân mà ông bà đã gây ra cho chính mình và cho nhân loại sau này. Và sau khi đã cho ông bà thấy cái hậu quả nguyên tổ thì Thiên Chúa đã phán quyết với con rắn, hiện hình là ma quỷ, để cám dỗ ông bà nguyên tổ của chúng ta. Này đây, ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ đạp dẹp đầu mi, còn mi thì rình gắn gót chân người. Vâng, kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, trải qua một dòng lịch sử thật là dài, và đây khi đến thời đã định, như trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat, khi đến thời đã định, Thiên Chúa đã sai con mình xuống sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ lề luật, để cứu chuộc những ai sống dưới chế độ lề luật. Thật vậy, để Chúa Giêsu đi vào lịch sử của nhân loại và để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria là một thụ tạo đặc biệt của Thiên Chúa để mà sinh hạ đấng cứu thế. Và ngày hôm nay, anh chị em mừng ngày lễ sinh nhật của mẹ như một rạng đông báo hiệu mặt trời công chính sẽ ló dạng. Vì mẹ được chọn, được gọi từ trong lòng thân mẫu của bà Thánh Anna và ông Gioa-kim, để rồi gì? Sau này mẹ sẽ đón nhận Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại của chúng ta. Bài chính sách ngôn sứ Mi-kha bài đọc 1 cũng đã tiên báo cho chúng ta điều đó. Hỡi Giu-đa, ngươi không phải là nhỏ nhất trong các phần đất của miền Israel, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng cứu độ. Nhưng mà để cho Chúa Giêsu đi vào lịch sử nhân loại và để cứu độ nhân loại và trở nên hoàn toàn một con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, chứ không như những thế kỷ đầu, giáo hội của chúng ta cũng bị nhiều những cái bè rối phản bác cho rằng Chúa Giêsu mặc thân xác ảo, mà chúng ta thấy lần lượt nhiều những các tổ phụ, các thánh tổ phụ của chúng ta cũng như các cộng đồng đã phải đả phá và chứng minh rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật nhưng là con người thật như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Và hôm nay trong bài tin mừng của Thánh Matthew đã thuật lại cho chúng ta cái bản gia phả như thế nào. Chúa Giêsu được sinh ra trong một cái dòng dõi có bản gia phả khởi đầu từ Abraham, mà chúng ta thấy xuất hiện không phải một cái gia bản gia phả không phải là hoàn toàn tốt lành đâu. Ở trong bản gia phả này chúng ta thấy hiện ra có bốn tên người phụ nữ. Đầu tiên là bà Tama, rồi đến bà Rahab, rồi đến bà Ruth. Chúng ta thấy toàn là gì, như bà Tama chẳng hạn cũng là một người dân ngoại, một người gái điếm. Ông Nadab đã ăn ở với bà Tama, sinh ra Paret. Rồi hay như bà Rahab chẳng hạn cũng là dân ngoại, hay như bà Ruth cũng là dân ngoại.
Một dòng rồi sau này chúng ta thấy cái dòng dõi của Chúa còn có việc mà ông David đã ăn ở với vợ của Uriah, rồi sinh ra Salomon. Mà về cái lịch sử của vua David thì chúng ta cũng thấy cái tội lỗi của ông như thế nào, ngoại tình, lại còn gì giết người nữa. Đấy, cho nên để chứng minh rằng Chúa Giêsu thực sự là một con người, bởi vì Ngài được sinh ra có dòng tộc, Đấy. Tức là ngày hôm nay chúng ta mừng lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Để rồi thì chúng ta chiêm ngắm cái chương trình tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại của chúng ta. Và Ngài đã phải chuẩn bị một cái chương trình kế hoạch tương đối là dài, khởi đầu với lời tuyên bố của Thiên Chúa đối với con rắn. Đáng lý Thiên Chúa có thể làm một cách khác. Ông bà nguyên tổ phạm tội rồi thì có thể cho ông bà đi vào cõi âm phủ để rồi dựng đến ông bà khác. Không, tình thương của Thiên Chúa ở cái điểm này nghĩa là gì? Ngài đã không phá đổ cái công trình của Ngài mà đã tạo dựng, mà ngược lại, Ngài đã cứu chữa chính cái công trình đó, cái công trình đã bị đổ, bị vỡ, bị nứt, bị rạn đó, bằng việc Ngài hứa sẽ ban đấng cứu độ khởi sự ngay khi ông bà nguyên tổ của chúng ta phạm tội. Này đây, ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ. Cái người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ này chính là Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay chúng ta mừng lễ sinh nhật của mẹ. Rồi trải qua dòng lịch sử, cái tình thương của Thiên Chúa đã dẫn dắt dân đến cái thời điểm quyết định, đó là cho Chúa Giêsu xuống thế cứu độ nhân loại của chúng ta. Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tổ phụ, qua các tiên tri, và đến thời sau hết Ngài đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử Giêsu. Nhưng để cho Chúa Giêsu đi vào lịch sử, để Chúa Giêsu trở nên một con người, thì chắc chắn Thiên Chúa phải chọn một cái thụ tạo đặc biệt. Thì Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa chọn làm một cái thụ tạo đặc biệt, được khỏi tội nguyên tổ ngay từ đầu thai trong lòng bà Thánh Anna. Để rồi gì? Sau này mẹ đã hoàn toàn cộng tác với Thiên Chúa trong việc cứu độ nhân loại của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em cùng tụ họp về với giáo xứ Bùi Môn hôm nay để mừng lễ sinh nhật của mẹ. Để rồi chúng ta cũng học nơi mẹ cái điều gì? Cái thứ nhất, chúng ta phải cùng với mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu thương chúng ta. Thiên Chúa không chỉ yêu thương ông bà nguyên tổ của chúng ta, mà Thiên Chúa yêu thương tất cả con người của chúng ta. Và có chỉ có tình yêu thương mới phủ lấp được tất cả cái tội lỗi đó. Chỉ có tình yêu thương mới gì? Mới quên đi tất cả cái tội lỗi của con người của chúng ta. Chúng ta phải tạ cùng với mẹ Maria tạ ơn Chúa điều đó. Một cái điều thứ hai, chúng ta phải tạ ơn mẹ. Chúng ta phải tạ ơn mẹ. Bởi vì mẹ được đặc ân là vô nhiễm nguyên tội, nhưng mẹ đã hoàn toàn thuận theo ý Chúa. Và cái sự thuận theo ý Chúa được nổi rõ trong ngày mà thiên sứ truyền tin cho mẹ, khi mẹ đón nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu độ. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Cái lời xin vâng của mẹ không chỉ trên môi miệng, mà lời xin vâng của mẹ trải dọc suốt cuộc đời của mẹ, cho đến khi mẹ hoàn tất chương trình đó được Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Cái lời xin vâng của mẹ luôn luôn gì? Làm cái động lực để cho chúng ta thực hiện thánh ý Chúa. Nếu như mẹ, dù rằng mẹ được cái đặc ân đó, đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đặc ân sinh thai, nhưng mà gì? Mẹ luôn luôn ý thức rằng mình chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa và được Chúa ban ân phúc như vậy. Cho nên cả cuộc đời của mẹ, mẹ đã phó thác trong bàn tay và chương trình tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và mẹ đã đón nhận lời xin vâng và đón nhận tất cả những gì với cái lời xin vâng đó trong cuộc đời. Chỉ vì gì? Chỉ vì yêu thương con người của chúng ta, để cộng tác với Chúa Giêsu để cứu độ con người của chúng ta, để cộng tác với Chúa Giêsu để gì? Đưa chúng ta từ sự chết đến sự sống đời đời. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ kính sinh nhật Đức Mẹ,
không phải là như với những tràng hoa, không phải là những tiếng vỗ tay, không phải là gì, là những cái lời ca tiếng hát, mà điều quan trọng chúng ta tạ ơn Đức Mẹ, đó bằng chính đời sống của chúng ta đã để chúng ta noi gương Đức Mẹ. Đó cũng là cái bài học thứ ba cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Mẹ. Cách riêng giáo xứ Hoàng Xá đã nhận Đức Trinh Nữ Maria làm bổn mạng với tước hiệu ngày sinh nhật. Chúng ta là những người con của giáo xứ Hoàng Xá, đặc biệt nữa là các bà các chị đã nhận Đức Mẹ làm bổn mạng của mình. Chúng ta phải nghĩ gì đây? Đức Mẹ ý thức được đặc ân mà Thiên Chúa ban cho mẹ, được trinh thai từ trong lòng mà Thánh Anna, được trở nên mẹ của Thiên Chúa, nhưng mà mẹ đã đáp trả lại tiếng xin vâng bằng cả cuộc đời của mình. Mẹ ý thức được cái hồng ân đó, cho nên gì, mẹ luôn luôn tuân phục thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên đối với mỗi người Kitô hữu của chúng ta, chúng ta cũng luôn luôn phải gì, noi gương mẹ trong lời tạ ơn đó, trong lời tạ ơn đó. Mà chúng ta thấy rằng cái lời tạ ơn của mẹ được thể hiện ngay trong ngày kinh Minificat mà chúng ta đọc kinh chiều hàng ngày. Dù rằng bà Isabel ca ngợi này phúc thay tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, nhưng mà mẹ không có ý thức gì về mình cả. Ngược lại, mẹ đã quy hướng về Thiên Chúa tất cả, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Vậy thì đối với một người Kitô hữu của chúng ta cách chung, và anh chị em những người đồng hương của giáo xứ Hoàng Xá tại miền Nam này đã nhận Đức sinh nhật Đức Mẹ làm quan thầy, chúng ta ý thức rằng Đức Mẹ được khỏi tội nguyên tổ trong lòng bà Thánh Isa Anna. Còn chúng ta sao? Chúng ta cũng được khỏi tội nguyên tổ ngày mà chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, ngày mà chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Có một nhà đạo đức kia có nói rằng gì? Trước khi chúng ta được rửa tội thì cái tâm hồn của chúng ta là một cái miếu thờ ma quỷ, miếu thờ ma quỷ. Nhưng sau khi được rửa tội thì cái tâm hồn của chúng ta được trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi Ngự Trị. Chúng ta thấy vinh hạnh không? Diễm phúc không? Cũng như Đức Mẹ vậy. Nhưng Đức Mẹ đã sống cái đặc ân đó. Để rồi gì, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ, chúng ta phải noi gương Đức Mẹ. Chúng ta cũng phải sống cái đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Được ơn gọi là một con người được sinh ra, cũng có ngày sinh ra để gì? Để trở thành một con người. Rồi hơn thế nữa, chúng ta được qua bí tích rửa tội, chúng ta được sinh ra làm con Chúa, làm con Chúa, làm con cái của mẹ. Đấy. Thì chúng ta sống thế nào? Thế thì cũng như Đức Mẹ, mẹ đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong cả cuộc đời của mình. Dù không phải là được lúc nào mẹ cũng được vinh hạnh đâu, không được vinh hạnh đâu. Sau này khi Chúa Giêsu về chịu chết, phục sinh và về trời, và rồi được mẹ được đưa cả hồn lên xác lên trời, có lẽ mẹ mới được cái vinh thăng trở nên lên mẹ là nữ vương trên thiên quốc, cả thiên thần, các thánh cũng như là của loài người của chúng ta. Chứ còn cả cuộc đời của mẹ cũng đau khổ như chúng ta, đau khổ như các bà, mà còn đau khổ hơn nữa. Tưởng được làm mẹ Thiên Chúa mà ngon đâu. Từ khi Chúa sinh ra cho đến gì? Cho đến ngày mà Chúa đứng kề bên thập giá, Chúa chịu chết, mà chúng ta vừa lễ mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, chúng ta thấy đau khổ lắm. Người mẹ nào chả thương con tính xác thịt, nào mà chả yếu đuối, người mẹ nào chả thương con, nhưng mà gì? Phải chứng kiến cái người con mình là vua cả trời đất, điều đó chắc chắn mẹ biết, chết nhục nhã trên thập giá như thế. Có người mẹ nào là mẹ, người mẹ không đau xót, người mẹ nào không thương con? Nhưng mà gì, mẹ đã hoàn toàn nhận ra được rằng thiên thánh ý của Thiên Chúa đang thực hiện nơi mẹ. Cho nên mẹ đã bằng lòng tất cả, đã đón nhận tất cả. Dù mẹ không đau khổ về thể xác, nhưng tâm hồn mẹ xé nát xé gan. Để rồi gì, trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng được bình sinh hạnh phúc, không phải lúc nào chúng ta cũng luôn luôn gặp những điều may, điều lành, mà cái điều lành, điều may bên cạnh đó cũng có những sự gian nan khốn khó, những lúc hạnh phúc cũng đầy những sự trắc trở của thế nọ, thế kia của thế gian. Rồi nhiều những lúc chúng ta được khỏe mạnh, nhưng cũng có lúc chúng ta phải ốm đau bệnh hoạn tật quyền. Mỗi gia đình của chúng ta, mỗi con người của chúng ta đều có những hoàn cảnh khác nhau.
Thì hôm nay mẹ Maria là mẫu gương và mẹ Maria cũng là bài học dạy cho con người Kitô hữu của chúng ta. Cách riêng là những anh chị em đã nhận Đức Mẹ với tước hiệu sinh nhật làm bổn mạng của chúng ta. Để rồi gì? Chúng ta học đòi bắt chước mẹ, chúng ta noi gương mẹ và chúng ta sống như mẹ. Như ở đời người ta thường nói, con cái nhà Tông không giống lông thì giống cánh. Chúng ta là con cái của mẹ, chúng ta phải giống mẹ. Không phải giống mẹ hoàn toàn thì chúng ta phải giống mẹ những điểm nào. Để rồi gì? Chúng ta hãy luôn luôn bằng lòng vâng phục theo thánh ý Chúa, để chúng ta tránh đi tất cả những sự kêu ca phàn nàn, trách đi những sự trách móc, trách đi những sự ghen tuông, trách đi tất cả những cái điều đó ngay trong gia đình của chúng ta, ngay trong cộng đoàn, ngay trong giáo xứ của chúng ta. Xin mẹ Maria là mẹ của các giáo hữu, xin mẹ Maria là mẹ của mỗi người trong chúng ta. Xin mẹ cũng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta luôn luôn trung thành với thánh ý Chúa, biết noi gương mẹ, thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, dù được may lành hay gian nan khốn khó, dù được hạnh phúc hay gặp những trắc trở gian nan. Xin mẹ luôn luôn đồng hành với chúng ta, an ủi chúng ta, nhắc nhở chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời, để đẹp lòng Chúa, xứng đáng là con của mẹ. Amen.